Hát bài gì tiếng Việt đó. Đợi con như cụ lẽ đi. Không đi là muốn hai con thơ hay hai mùa xu. Dạ, hoàn toàn hoàn chưa? Con thơ hay hai mùa xu, để khen ra ngư, để nề trên trời. Hề trên nhân dân phun, nhớ cha nhớ chồng, là nữ thơ thơ. Giờ đây môn ra môn tư, ra khen dân tơ, hình lệ khá phun. Trời, vỗ tay tiếp luôn, vỗ tay cho chị luôn rồi. Giờ hát bài gì nè, nào cảm tạ Chúa. Là thuộc bài đó mà. Đi nó muốn hát. Nào cảm tạ Chúa đi. Không. Bây giờ nè. Rồi bây giờ em cho hát được bài gì không? Em cho hát bài gì được không? Hát coi. Hát đi. Em cha chưa biết hát. Cho lại chim thịt nhà ở khăn chăn, chim sao thôi bác chăn chăn khăn nhiều. Rì rút rì ít, có ít có ít. Mẹ mẹ ơi có dễ, phải rửa sạch đôi tay. Bằng chai mà nhớ bằng sạch áo cùng bằng nghề. Khi nào ung gừng bây giờ em má mà ở ta mà ở ta rồi dạ Lina ăn khăn sườn. Em nói luôn đi. Là em ăn sườn. Dạ em ơi. Em ăn canh sườn. Canh sườn cà rốt đó nhỉ. Canh sườn cà rốt. Lena rồi nói hôm qua đi tuyết làm sao nói luôn. Hôm qua đi đi tuyết chơi ấy, vui không? Nói luôn. Hôm qua mình đi tuyết vui. Vui lắm. Rồi đi chung với ai? Vui lắm. Rồi mình đi chung với papa rồi, với mama rồi, với lola rồi. Uma doji opa. Rừng lát nữa mình có đi chơi nữa không? Dạ, lát nữa mình đi chơi nữa. Với ai lát đi chơi ai? Si, mình chơi ở tuyết thì mama doji papa. Rồi si mình. Rồi Uma ba có qua không? Hôm nay Uma ba không qua không? Có qua không? Dạ. Hôm nay Uma ba đâu có qua, Uma bận mà. Dạ, nhưng ngày mai Oma qua rồi dẫn mình đi chơi tuyết tiếp nói vậy đó. Ngày mai Oma vác lời chơi tuyết tiếp. Rồi nói tiếng Đức với lại em nói câu là ngày mai Oma ba là đi chơi tuyết đi. Na nói tiếng Đức với em á. Nói tiếng Đức với em á. Dạ. Nói tiếng em bằng tiếng Đức á, ngày mai Oma ba mình đi chơi tuyết. Wir gehen morgen in den Schnee. Nói với em, nói giống như đang nói chuyện với em. Weißt du, wir gehen morgen in den Schnee. Und wieder weiter. Und dann wieder. Und dann gucken wir noch, und der Stock da ist, und noch, und der Schneeball da ist. Ja, von mir ist der Schneeball. Und von mir ist der Stock. Weil mein Stock habe ich ja fallen lassen. Und du dein Schneeball, oder? Ja. Rồi mà hỏi nha, Lena đang ăn cái gì đó nha? Đang ăn gì á? Lena đang ăn đậu phẩm. Lena ăn đậu phẩm. Rồi năm nay Lena bao nhiêu tuổi? Trả lời mang nghe coi. Năm nay nhiêu tuổi? Lena 5 tuổi. Là Lena 5 tuổi. Đúng luôn. Rồi em bao nhiêu tuổi Tim? Tim. Em còn đậu phộng. Em còn đậu phộng hả? Rồi em nha, xong em trả lời nha. Rồi. Dạ.
Em bao nhiêu tuổi? Em 3 tuổi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi năm nay Lena học lớp mấy? Do Lena học lớp 1. Rồi em sao em đi? Lena thương oma, opa, mama, papa, em. Rồi Lena thương ông bà có. Rồi Lena thương ông Kha Alex, anh Kha Chris. Rồi Lena thương oma năm đó gì ổ. Quá tuyệt vời rồi em luôn. Rồi em đếm từ 1 tới 20 à. Đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi vậy được rồi, thôi vậy mama tắt đi. Chơi ăn tiếp cho ma đi. Không, mình ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? Thôi ăn hết rồi, bây giờ chơi. Em cha thương ma không? Em cha thương mama không? Dạ. Em thương ai nữa? Em thương papa. Thương ai nữa? Em thương Nana. Và em thương mama. Và em thương Pupsi. Gì Pupsi gì đó? Rồi em thương ông Kê Kê Sơ, ông Kê Alex. Rồi thương ông Bà Khó. Rồi em thương ông Bà Lai Ô Pà. Cái miệng của em khó rồi. Chị Na đi đâu rồi tim? À, mày đâu? Chị Lena, em trai năm nay mấy tuổi? Để cái đó xuống, để đàng hoàng. Em cho ăn sáng hết cho mama chưa? Không, em không ăn xúc xích hết. Em không ăn xúc xích hết hả? Dạ. Rồi dạ. Em tạm biệt mama nha. Tạm biệt mama. Dạ xin chào cô chú. Dạ xin chào cô chú. Rồi. Mình đang sống ở nước nào Lena? Mình đang sống ở Trung Quốc, Lena mama ở Việt Nam. Mama ở Việt Nam. Không, ý mama hỏi là mình đang sống ở nước nào? Mình đang sống ở nước nào? Ở nước Đức. Nói rõ. Nước Đức. Rồi mama là người gì? Na để tay đồng. Mama người Việt Nam. Rồi ai sống ở nước Đức nữa? Đã kể hết tên Papa. Hết. Rồi ai nữa? Đây em, Lena. Em rồi Lena, chị Lena, nó chị Lena đàng hoàng. Chị Lena rồi em. Rồi ai nữa? Em không biết. Em không biết nữa hả? Rồi Lena là gì? Lena em không biết. Lena là con lai. Lena con lai. Em luôn à, đúng rồi. Rồi ai đang sống ở Việt Nam nữa? Mama. Không, ai đang sống ở Việt Nam á, hiện tại ai đang sống ở Việt Nam? À, hiện tại ai đang sống ông ở Việt Nam? Ông Bà Cố. Ông Bà Cố đâu sống ở Việt Nam? Không. Cái gì nó phải tự nói sao? Úc. Dì Úc đúng luôn, dì Úc với ai nữa? Rồi Oma Nam. Yeah, dì Úc với Oma Nam, đúng rồi. Rồi bây giờ nói về câu tiếng Việt nha. Rồi bây giờ mà nói tiếng Việt lại lên nói tiếng Đức nha. Rồi, táo tiếng Đức là gì? Apple. Rồi Deutsch und nicht Englisch. Apple. Rồi. Cái chén tiếng Đức là gì? Glass. Cái chén mà. Cái chén. Giống như cái tô ăn của Lena đó là kêu là cái gì? Schüssel. Nói rõ cái giọng đó. Schüssel. Đúng rồi, cái tô ăn của Lena đó. Rồi im nữa nha. Rồi cái đũa tiếng Đức, đôi đũa tiếng Đức là gì? Stäbchen. Yeah, nó biết luôn. Em vỗ tay kìa.
Rồi tiếp nha. Tim ngồi thẳng lên nha Ma. Nè Ma hỏi tiếp nữa nha. Ma hỏi tiếp nữa nha. Rồi cái nỉ tim na na na. Cái nỉ đi, cái nỉ. Lên nè, cái nỉ nó dạ đàng hoàng. Dạ. Cái nỉ là gì? Cái nỉ là garbage. Rồi đúng luôn. Garbage. Rồi. Ngồi thẳng lên. À, rồi mama tên gì đi nè, mama. Mama tên Pha. Pha. Rồi papa tên gì tim để cái này. Mika. Rồi oma tên gì? Ulrika. Opa tên gì? Georg. Ông cố tên gì? Em không biết. Em không biết hả? Ông cố tên Hans hả? Hans. Hans. Rồi bà cố tên gì? Em không biết. Bà cố tên Annie hả? Annie. Annie gì đó. Nhà Annie. Rồi ngần lát nữa ai qua đón Lena với em? Oma lại Opa. Rồi qua nhà Oma Opa thì thường ăn cái gì? Em không biết. Oma thường nấu gì cho em với chị nó ăn đó? Sốt. Ăn trưa đó. What? Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Không, bây giờ nói tiếng Việt. Mama đang hỏi tiếng Việt, trả lời hết tiếng Việt, không nói tiếng Đức nữa. Sốt sếp loài nà cà tô phê tiếng Việt là gì? Khoai tây. Khoai tây. Rồi đi đến nơi nào luôn? Đi đến nơi nào? Đi chào đi trước. Rồi chào Yan Phước. Khăn xe khát nhà. Rồi chào khách bàn. Khâu đường bắc xa. Đó, Lena thuộc rồi đó. Lena thuộc hết. Lena thuộc hết luôn đúng không?